cũng có những cái con vật nó giống như là nó có duyên với mình nha. Tự nhiên một ngày nó xuất hiện trong cuộc đời của mình. Bạn này không phải là một con chó xịn, không phải là con chó mắc tiền, thậm chí là ngược lại, Việt Nam mình gọi nó là chó cỏ. Nó có màu lông là bò sữa. Có ai bỏ chị này á vô cái thùng giấy, xong rồi để trước cửa nhà mình, mà lúc đó nó còn nhỏ xíu thứ bảy xong tới chủ nhật, cho nên là đặt tên nó là Tám. Mà nó tới nhà mình á là hai cái chân này nó bị chằn hãng các bạn. Chủ người ta bỏ, với bị hư con mắt nè, bị hư con mắt bên này. Thằng ngoan, con chó thì nó bạn thấy lúc nào con chó nó cũng tình cảm vậy hết trơn. Đây nè, con mắt mày mờ, mày lăn xăng này. Đây nè, không thấy đâu, thấy liếm tay tôi không à. 12 giờ đêm hả, nó đi giống như nó đi từng cha vậy. Nó đi từng bước chứ không có chạy nha. Mà không có sủa, ồn ào luôn nha. Cá nhân mình nuôi nha, chưa thấy con chó nước ngoài nào mà thông minh bằng mấy con chó cỏ Việt Nam á. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình là Nam Ngô. Ok các bạn, các bạn xem kênh mình thì các bạn biết là nhà mình rất là nhiều động vật ha, rất là nhiều con khác nhau. Thì có những con nó có những con là do mình yêu thích, mình chủ động đi săn, đi đón, đi tìm về. Nhưng mà cũng có những cái con vật nó giống như là nó có duyên với mình nha. Tự nhiên một ngày nó xuất hiện trong cuộc đời của mình, rồi mình cũng quý mến nó, mình nuôi dưỡng nó thì nó thành một người bạn của mình luôn. Thì đây, đó là một bạn cún nè. Bạn này mình cũng có dịp giới thiệu với các bạn sơ sơ rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói kỹ kỹ về cái bạn này. Bạn này không phải là một con chó xịn, không phải là con chó mắc tiền, thậm chí là ngược lại đó là đây. Đâu rồi con mắt ở đâu rồi? Mình đứng yên cái Tám. Bị hư con mắt ha các bạn ha. Đây là một bạn chó cỏ. Con chó này thì là chắc là lai tùm lum tà la rồi. Và Việt Nam mình gọi nó là chó cỏ. Nó có màu lông là bò sữa ha. Thì cái bạn chó này á, mình đặt tên là Tám. Lý do đặt tên là Tám thôi, để mở cửa cho chạy ra đi. Ra đây chơi con. Đây, đây. Lông bò sữa. Lông bò sữa. Cái bạn này á là mình còn nhớ cách đây khoảng 3 năm. Hôm đó là sáng mùng 2 Tết. Thì bình thường mình á là mừng dữ à. Lăn xăng. Lăn xăng dễ hơn à. Mừng dữ à. Đợt đó là cách đây khoảng 3 năm á các bạn, là sáng mùng 2 Tết á là mình Tết á thì thường thường là mấy cái anh mà anh phụ giúp anh tưới cây là anh về quê. Cho nên là Tết á là thường thường là mình ba mình chia ra là tưới cây. Thì hôm đó là sáng mùng 2 Tết á là ba mình tưới cây bên ngoài á, là mới phát hiện ra cái anh này. Có ai á bỏ này là con gái nha các bạn. Có ai bỏ chị này á vô cái thùng giấy, xong rồi để trước cửa nhà mình. Mà lúc đó nó còn nhỏ xíu à. Nó còn nhỏ xíu à. Thì ba mình nó bắt vô nuôi. Xong rồi mới ngồi cùng nhau bàn coi đặt cái tên gì cho nó. Thì ở nhà mình á là cũng mấy chục con chó, coi như là những cái tên quen thuộc của mấy con chó mà người Việt Nam hay đặt á. Lucky, Lucke, Mina, Minu. Rồi nhiều quá bắt đầu lên đặt là Henneken, Tiger, Pepsi, Cola, xá xị, tên nào cũng có hết trơn rồi. Thì anh này á là không biết, chị này không biết đặt tên là tên gì. Thì ngày hôm đó là ngày chủ nhật, thứ bảy xong tới chủ nhật, cho nên là đặt tên nó là Tám. Tám à, đặt tên nó là Tám luôn. Tám đó là chủ nhật á. Thì cái chị này mà lúc mới đẻ ra, lúc mà nó tới nhà mình á là hai cái chân này nó bị chằn hãng các bạn. Nó đi nó không đi được. Hai cái chân này nè, nó lết không à. Chắc nó đẻ ra rồi nó bị vấn đề gì đó, cho nên chủ người ta bỏ. Với bị hư con mắt nè. Bị hư con mắt bên này. Thấy không? Cái chủ người ta bỏ, chủ người ta nó nuôi. Người ta bỏ mà không biết có gọi là bỏ đại hay là người ta có cái ý người ta bỏ trước cửa nhà mình. Tại biết nhà mình nuôi nhiều con á thì xong mới thấy vô nuôi luôn. Nuôi tới giờ luôn, được 3 năm rồi. Rất là ngoan, rất là dễ thương luôn.
giữ nhà rất là khôn luôn. Gặp mình là mừng, là mừng vậy đó. Hả? Dễ cưng lắm. Ngoan, mà bị hư con mắt nè. Rồi chân lúc đó đi không được. Rồi về ấy là mình tập cho chơi, tập cho chạy đi từ 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 giờ chạy cũng ngon. Chỉ hư con mắt thôi. Ngoan, con chó thì nó bạn thấy lúc nào con chó nó cũng tình cảm vậy hết trơn. Đi vô đây tao thưởng cho mày một miếng cá hồi sấy lạnh của công ty của người em coi. Vô đây. Làm cho mấy con kia nó ganh tị á. Mỗi ngày mình sẽ giới thiệu một bạn chó khác nhau ha. Vô đây. Vô đây Tám. Thả nó ra là mấy con kia nó ganh tị, nó sủa y xèo bây giờ nè. Đây con. Hôm nay chạy ngon. À, lúc mới đi về là lết không á. Chạy không được luôn á. Mà giờ chạy mất tiêu rồi. Tám. Tám tám. Ngồi hay cá ngừ gì đó quên rồi. Để lại là một loại cá được sấy lạnh. À, đây là món ăn vặt của các bạn cuốn. Thì cái cách sử dụng là mình sẽ xịt nước lên đây, nó sẽ nở ra y như là miếng cá tươi bình thường luôn. Nghe có nghe dữ dằn không? Hôm bữa mình test thử rồi, nó nở ra y như là miếng cá bình thường luôn nha các bạn. Đây là sản phẩm của công ty HG Pet Food của một người em của mình. Hôm bữa có tặng cho mình ăn thử. Đây. Thơm không? Thơm không? Hương mắt hả? Hương mắt tội nghiệp ha. Không sao, còn con vẫn chạy tốt. Đây Tám. Đây, đây là miếng cá còn khô thế này ha. Xịt nước lên. Đúng ra nó có dĩa nhưng mà cái này sân nhà thôi kệ, chơi luôn. Đây là một cái món ăn vặt của các bạn cuốn ha. Đó thì nước nó sẽ thấm qua đây. Nó thấm qua đây xong rồi nó sẽ nở bung ra. Thì cái phương pháp sấy lạnh này nó giữ được cái giá trị dinh dưỡng trong cái miếng cá. Nó không có làm mất cái giá trị dinh dưỡng. Tám ơi. Nó chạy ra mấy con chó kia ganh tị lai xèo á. Tám ơi Tám. Thả ra chơi chơi chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Kiếm được rồi các bạn. Thả ra. Đâu rồi bà trường Tám có ngoài không? Đây Tám. Đây. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Con mắt mày mờ mày lăn sang này. Đây nè. Không thấy đâu. Thấy liếm đại tôi không à. Ngon không? Ngon không? Nữa không? Mất tiêu rồi đó, mất tiêu miếng cá luôn rồi đó. Làm khác vậy? À, chưa? Ăn sống luôn hả? Đồ này giống mì gói ha, ăn sống cũng được mà nấu chín cũng được luôn. Nào cũng lụm tuốt luốt luôn. À. Đây, đây là một bạn đây là một trong những cái con vật mà nó đến với cuộc đời mình một cách tình cờ ha, không có ý tưởng cũng không có gì hết trơn á, tự nhiên một ngày nó xuất hiện trong nhà mình. Nó xong rồi mình yêu thương nó, mình giữ nó nuôi thì nó lại rất là ngoan, rất là cống hiến luôn. Đặc biệt những con chó, mình thấy những con chó cỏ này nè, nó rất là khôn ngoan, giữ nhà phải nói là tụi chó nước ngoài mình không có cảm nhận được điều đó. Còn chó, mấy con chó nhà mình nuôi nha, có những con mình nuôi từ nhỏ nó khôn, phải nói là mình nói khôn cực kỳ luôn. Cái chuyện mà người trong nhà con chó đang nằm xong rồi tự nhiên cái đứng lên sủa ẩu 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 xong rồi khoảng một phút sau là mình thấy người nhà mình quay về thì cái chuyện này cũng bình thường rồi ha. Đa số con chó Việt Nam là nó chó cỏ mình là nó khôn lắm, nó nghe được cái hơi người, nó nghe cả được cái tiếng máy xe nữa, nó biết xe của người nào về, nó nghe cái tiếng máy nổ là nó biết người nào về, rất là khôn. Còn cái tụi này tối mình thả ra là nó nằm trước cửa nè, nằm dài trước cửa vậy đó, cái canh. Xong rồi nha, hồi xưa là lúc mà mình còn thức khuya đó, mình mà còn thức khuya, giờ mình ít thức khuya là giờ tầm 11 giờ ngủ sáng dậy sớm, còn lúc trước mình thức khuya nhiều á, 12 giờ đêm hả nó đi. Nhà mà cái phòng của mình này nằm góc đằng sau,
Nó đi giống như nó đi từng cha vậy. Nó đi từ từ từng bước chứ không có chạy nha. Mà không có sủa ồn ào luôn nha. Cứ lặng lẽ mà đi. Đi giáp vòng nguyên cái nhà mình. Đi ngang qua cái cửa phòng mình. Đó, mình thấy cái cửa phòng mình có màn, có cái đường chân ở dưới. Đòi ăn nữa ha. Xịt nước không? Xịt nước không? Từ từ. Mày lăn xăng dừa thôi. Được cái lăn xăng quá. Đây nè. Khoảng 12 giờ đêm nha, nó đi từng cha, không phát điện ra tiếng động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác. Nó đi giáp vòng, đi từ đúng kiểu từng cha luôn á. Xong ấy một tiếng sau nó đi thêm vòng nữa. 2 giờ. Nói chung là cứ khoảng 1 tiếng là nó sẽ đi vòng. Một đêm nó đi khoảng 4-5 vòng vậy các bạn. Mà đi rất là yên tĩnh. Không phải là vừa đi vừa chạy hoặc là sủa đùng đùng để cho ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình đâu nha. Nó đi từng cha vậy đó. Mà bao nhiêu năm nay hầu như ngày nào cũng vậy hết. Rất là khôn luôn. Mặt giống chó lông cừu, chăn cừu vậy nè. Mặt dài 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 nè. Bữa đi hội chó thấy nè. Đăng clip à. Offline giống như mình chia sẻ nhiều lần rồi là không được quay bò sát, cho nên là phải mình không có quay đề tài bò sát anh em nha. Nhưng mà có mấy anh em khác quay, anh em có thể lên trển coi. Mình đang làm giấy tờ, mình đang hoàn thành thủ tục giấy tờ pháp lý cho nó ok rồi mình sẽ quay lại. Hello anh em nha, hello anh em bên kiến côn trùng rồi nha. Này không phải Phú Quốc em ơi, này chó cỏ nó lai tùm lum rồi. Anh cũng biết nó lai tự gì nữa. Tại này chắc chủ cũ của nó thấy nó bị tật này nọ, người ta bỏ trước cửa nhà anh, cho nên là anh cu mang nó luôn. Mà anh cu mang nó xong rồi nó khôn quá trời, nó quấn mình dễ cưng lắm. Nó bị lỗi mắt. Muốn ăn nữa hay gì? Thôi lăn xăng không? Có vẻ món này nó chịu bàn khoái á. Thấy món này á. Hồi lúc nó mới mình lụm nó có cỡ gan tay đây nhỏ xíu, còn mấy cái hình nhỏ nè. Lúc đó thằng Teppy nó ra nó cũng chơi đồ. Nó bự rồi. Bạn cho xem mắt của bé. Mắt á hả? 8888. Nó chạy đi rồi, để mình kêu nó lại coi. Giờ này là tới giờ ăn xế nha các bạn. Đây dẫn cho các bạn coi. Chó nhà mình thì buổi chiều nó sẽ có ăn xế, giờ này nó cũng sẽ có ăn xế, ăn cháo rồi này nọ. 8. Đấy con. Này. Này. Cưng chưa? Vậy sao không cưng? Đây, mắt nè. Mắt này mắt hư nè. Hư nè. Cái này còn nguyên nè, giờ còn có một bên nè, con này sụp mí rồi. Là ăn cháo hả? Rất là khôn luôn các bạn. Nhưng mà người lạ vô nhà nha, lười lạ vô nhà là nó sủa dữ dằn luôn á. Khôn lắm. Tối giữ nhà khôn nên cũng an tâm. Hung dữ với người lạ thôi chứ người nhà rất là ngoan. Những con chó mà cái mõm dài này là cái thính giác nó... Ê, khú giác nó tốt. Như con bò sữa thấy không? Còn có con mắt à, đâm ra nhiều khi á chụp đồ ăn á, chụp hộp không à bị lệch bên. Dễ cưng lắm. Đó, buổi chiều giờ này là sẽ được một cữ cháo ăn. Xong rồi tới trưa ngày mai mới ăn tiếp. Khôn, đi chơi vậy chứ kêu vô chuồng cái là chạy vô thôi à, là nhảy vô thôi à, rất là khôn. Không làm phiền tới ai. Hello mấy trăm anh em nha, mấy trăm anh em có câu hỏi giao lưu gì cho chị đi anh em. Giống như con cháu cả tính lớp lần sang mỗi màu khác mỗi màu lông. Khôn, thường thường mấy con chó cỏ này khôn lắm. Còn những cái dòng chó nước ngoài á, thì thường thường nó là chó nghiệp vụ. Thì anh em phải huấn luyện thì nó sẽ làm theo được một số cái nghiệp vụ. Đứng lên lâu không?
nó sẽ có một số cái nghiệp vụ đòi ăn cá nữa đó, chạy lại đòi ăn cá đó kìa. Nếu mà chúng ta huấn luyện cho chó nghiệp vụ thì nó sẽ biết được cái nghiệp vụ đó. Nhưng mà mình nói về cái sự thông minh á, thì mình thật sự mà nói là mình chưa thấy con chó cá nhân mình nuôi nha, chưa thấy con chó chó nước ngoài nào mà thông minh bằng mấy con chó cỏ Việt Nam á. Nói về độ thông minh á, buổi sáng mình sẽ thả nó ra cho nó đi chơi. Rồi buổi chiều giờ này sắp rồi 4 giờ mình sẽ thả nó ra cho nó đi vòng chơi nữa. Đây là những cái thao uống nước cho tụi nó nè. Chiều thả ra là chục con chó tới bu xuống đây rồi uống nước rồi chơi, rồi lăn lộn trên cỏ. Tụi nó cũng hay lắm các bạn, ví dụ như nhà mình trồng cỏ này nó sẽ lên những cái cây cỏ dại. Thì trong đây có một số cây là nó là giống như cây thuốc gì đó. Thì có một lần mình quan sát mình thấy là thả mấy con chó ra, ấy nó cứ nằm chỗ đó nó ăn cái cây đó hoài luôn á. Ăn xong ấy trước khi nó ăn á là nó cứ hụt thế nè. Xong ấy nó lại nó ăn cái cây cỏ đó, lát nó lại nó ho, nó ói ra cây giống như cái đồ ăn không tốt cho nó vậy đó. Thì trong này trong cái mấy cái cỏ dại nó có loại cây cỏ mà con chó nó biết cái bản năng về cái sinh tồn của nó biết nó ăn cái loại đó vô ấy nó ói ra. Nó ói cái thức ăn độc đó ra. Đây Tám đi theo mà Tám. Cái phòng mình là nó nằm khu vực phía sau này. Thì buổi tối á là tụi nó sẽ đi lên đây. Nó đi tuần, nguyên vòng này ra hồ bơi luôn nè. À, buổi tối ấy, nó cứ đi nó từng bước rất là nhẹ nhàng. Nó đi từng tra khắp nguyên cái nhà này luôn. Đó, thì lúc trước cái phòng mình ngồi ở đây tối mình thức khuya là mình thấy nó bước chân nó đi xuyên qua đây. Đó. Nó đi vòng thì tới trước đây là tới cái chuồng chim rồi. Khói vàng bông giấy đang nở ra đẹp chưa kìa. Nhiều bạn kêu review nhà. Tuy nhiên thì nhà mình nó được cái khung nó bự, nhưng mà tại nhà mình cái gu là cái gu đơn giản á, cho nên là bên trong không có trang trí gì á, đa số là tường trắng thôi mà. Nó không có giống như những cái nhà bự khác, các bạn thấy là vô sẽ nhìn cái gì nó cũng sẽ đồ sộ hoành tráng hết. Nhưng còn nhà mình thì vô là nói chung là thoáng, phong cách tối giản, tường trắng thôi mà. Bự thì có bự á, nhưng mà bên trong không có đồ gì trang trí hết trơn á. Cái xì tai thích là cái phong cách tối giản ha, cho nên là cũng không có gì để review luôn, không gì để quay luôn. Nói chung là mình rất là yêu thích thiên nhiên và động vật. Thì đó giờ bỏ tiền ra để mua bét đồ về chơi đó, thì bỏ cũng rất là nhiều rồi. Tính bằng chắc cũng phải mấy tỏi rồi, nhiều tỏi rồi để mua bét. Thì trong đó là có những bạn nó không có tốn tiền mua mà giống như là duyên số vậy. Tự nhiên một ngày nó xuất hiện trong cuộc đời mình, xong rồi hai bên gắn kết với nhau luôn. Thì trong vườn nhà mình cũng rất là nhiều bạn giống vậy ha. Để từ từ mình sẽ review trước cho anh em. Không phải là con chó không đâu, nhiều khi có những con chim nữa. Có con chim ở đâu tự nhiên bay lại, thấy nó vòng vòng đây nó ở hoài luôn, nó không đi luôn. Đó, nhiều lắm, mấy con vậy lần. Thời gian gần đây thì là có thêm một cái những người bạn đến từ được tặng nữa. Thời gian gần đây anh em tặng rất là nhiều luôn, tặng con này con kia quá trời. Có những con thì điều kiện chăm sóc nó dễ, đâm ra là mình nhận. Còn có những con mà điều kiện chăm sóc nó hơi khó chút xíu, phải đầu tư về mặt ví dụ như chuồng hoặc là hồ vậy nọ, mà mình tại vì mình cũng hơi bận không có thời gian á, cho nên là mình nói thôi cho anh gửi lại đi, để vài bữa anh xu xếp công việc xong rồi sẽ đón nó về chăm. Tại vì đối với mình chăm con bé á thì nó phải phát triển tốt, nó phải khỏe mạnh, nó phải đúng cái môi trường của nó thì mình mới nhận. Chứ còn nhiều khi mà về nuôi đại á mình không muốn. Thì có nhiều anh em giống như anh em tặng cá lóc á, tặng anh em nó tặng quá trời luôn, nhưng mà mình thì mình chưa có bố trí được cái chỗ nuôi, chưa có chuồng, chưa có hồ. Mấy cái chuyện đó cũng dễ thôi, nhưng mà tại vì mình cũng không có thời gian á. Rồi nhiều anh em nói anh nuôi trong cái thùng xốp cũng được anh. Mình thấy nuôi thùng xốp thì nuôi thôi tạo nghiệp nó quá, cho nên là thôi cho anh gửi đi, gửi hồ đi rồi gì đó, từ từ anh có điều kiện xong rồi anh sẽ đón về. Ngoan không kìa, đi chơi anh dọc tự chui vô chuồng ngồi luôn các bạn. Đây là một cái góc nhỏ của chuồng của những bé cún nhà mình ha. Trên có hàng bông giấy đâu, rất là lãng mạn luôn, đẹp.
Rồi vô chùa ăn cháo đi. Nãy giờ mày cũng hưởng sái được mấy miếng cá rồi. Đi vô. Đó, người bạn này tự nhiên một ngày nào đó nó xuất hiện, xong rồi nó mến tay mến chân mình luôn. Vô chùa đi con. Lên. Đây mà cử chiều thì các bé nó sẽ được ăn cháo với lại gì đó, phổi đồ, bộ đồ lòng đồ, rất là ngoan. Rồi bye bye mọi người đi. Nè bye bye mọi người đi. Ngoan à, dễ thương. Đúng con gái nhà người ta thì mị nết na. Rồi ok mọi người. Nói chung thì mình tiếp xúc với nhiều động vật các bạn, mình cảm giác là chúng ta nó có nhiều điều kỳ diệu lắm, có nhiều điều mà chúng ta chưa có giải thích được. Tại vì mình tiếp xúc với động vật hơi nhiều quá nên mình thấy cái độ, đôi khi mình vẫn bị bất ngờ với cái độ thông minh của tụi nó luôn á. Nó làm những cái chuyện mà mình không nghĩ là một con vật nó có đủ cái độ thông minh để nó làm vậy luôn á. Không phải riêng con chó đâu nha, kể cả con bò sát, con iguana, có nhiều con nó, cái con rùa nó khôn cực kỳ luôn á, khôn mà mình không tưởng tượng nổi luôn á. Thì mình thấy nó rất là thú vị. Thì chính vì cái điều đó nó làm cho mình ngày càng yêu thích động vật nhiều hơn, muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn ha. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Cái bye đi lắm. Cái bye đi kìa. Bye đi kìa. Bye kìa. Chị này cho mày vô showbiz luôn. Nổi tiếng luôn.